Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì mời các bác đi cùng em trải nghiệm một chuyến đi Lạng Sơn. Phải nói rằng là đoạn này đoạn em lồng tiếng cho nên là kinh hồn luôn. Đấy, em đang trải nghiệm trên con xe chạy từ Giáp Bát sang thành phố Bắc Giang. Em đã đi một chuyến trước rồi, là chạy từ Ý Yên Nam Định lên đến cuối đường Pháp Vân, sau đó là lên xe này. Đấy, hiện tại đang trên cầu Thanh Trì các bạn này. Đấy, cầu Thanh Trì thì cho đi có 60 km/h thôi. Đó, và bây giờ em chuẩn bị xuống xe. Rồi, bây giờ là xuống ở ngang đường các bạn, vì cái xe này nó vào Bắc Giang. Đấy, và bây giờ thì em phải ra quán nước này đợi ở đây để xem có cái xe Lạng Sơn nào không. Đây nhá, thành phố Bắc Giang này này. Đấy, đây là đoạn cuối của thành phố Bắc Giang, nhưng mà phải dừng ở đây để đợi xem có cái xe nào ở Lạng Sơn chạy Lạng Sơn không. Nếu mà trường hợp mà đợi lâu quá không có là em sẽ bắt cái taxi em đi. Đấy, từ đây đến đấy mất đâu đó khoảng 1 triệu gì đấy. Giờ đợi xe khách đây. Sau khi đợi chắc khoảng 30 phút rồi, không hề có một cái xe nào chạy qua. Có thì là toàn những cái xe mà vừa rồi em có đi trên một cái chuyến xe xe khách đi sang đây, thì là có một bác lái xe ấy, bác có tư vấn cho. Bác đấy, bác xem kênh thì em lên xe phát là bác biết luôn. Bác bảo là anh buôn xe sau này lại đi xe khách thế này. Đấy, thì em bảo lên Lạng Sơn để mua cái xe đi xe khách, thì bác cái tư vấn cho là tất cả những cái xe mà đi từ đây lên lấn Lạng Sơn mà để biển mà để ở dưới cái phần kính lái ấy. Đấy. Và không dán chữ cố định ở bên trên ấy, thì anh đừng có lên, khả năng là lên trên kia nó sẽ quay đầu. Tuy nhiên thì đấy cũng là một cái xác suất rất là lớn. Đấy, vẫn có xe chạy lên đến Lạng Sơn, nhưng mà vẫn có những xe cho nên là người ta không chạy đến Lạng Sơn, người ta sẽ lên một đoạn ở đấy, sau đó người ta quay đầu và người ta thu tiền trước, và sau đó họ bỏ dắt con bỏ chợ kiểu như thế. Thì hiện tại đây ví dụ như cái xe kia kìa, đấy, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn là nó có phải có chữ như thế, đầy đủ như thế thì dán cố định, còn những cái xe mà để dưới kính thì không nên. Em đợi một lúc rồi là rất nhiều những cái xe đấy kiểu đấy chạy qua thì em không bắt. Và bây giờ thì em sẽ đợi một chuyến xe khách, mà trường hợp mà không đợi chuyến xe khách ấy, thì em sẽ xuống cái cho bên dưới này, em sẽ gọi một chiếc taxi đi nhá. Từ đây lên đấy mất khoảng 1 triệu tiền taxi gì đó. Đây em bắt con xe này. Đây là lúc em lên xe và bắt đầu ổn định chỗ ngồi này. Nhưng mà em thấy có một cái gì đấy sai sai, không thấy cái gì ghi đến gọi là Lạng Sơn cả. Thế nhưng mà mấy bác tài và vẫn cứ khẳng định rằng là xe đến Lạng Sơn. Thế em chỉ thấy là Yên Phong, Nội Bài, Mỹ Đình thôi. Đấy, mà em không thấy đến xe đến đâu cả. Khoảng mấy giờ? Bác Lâu ơi, mấy giờ là đến thành phố Lạng Sơn? Bây giờ mình là 3:30. Đến thành phố Lạng Sơn cơ mà. Vâng. Thế thì bắn nhanh nhỉ? Bảo 15:30 mà đến Lạng Sơn mà bây giờ vẫn ở thành phố Bắc Giang à? Có cái gì đó sai sai thì phải bạn. Em không nghĩ rằng sẽ chạy nhanh được như thế. Về cơ bản thì con này bây giờ mà muốn vòng ra và sau đó lên Lạng Sơn thì kiểu gì cũng mất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nữa. Đó. Thế nhưng mà sao bây giờ vẫn ở đây? Mình kêu là 3:30 có mặt là sao? Chắc là tầm 3:30 thì có mặt ở đâu? Thành phố nhỉ? Okay. Sao giờ này vẫn ở đây em ta 3:30 về đến nơi đấy? Ôi giời, lên cao tốc bây giờ, lên cao tốc bây giờ hả? À đấy. À, có 100.000 đấy, 400. Lên cao tốc hả? À, ai định trong 1 giờ đến nơi rồi. Yên tâm em. Okay. Thành phố Lạng Sơn, bên xe phía Bắc. Và đây là lúc em bị chuyển xe này. Đấy, chuyển sang một cái xe khác để đi Lạng Sơn. Lên cái xe Lạng Sơn này thì chạy rất là chậm, và trên xe hiện tại thì em thấy không thấy có nhiều người đâu. Đấy, hiện tại thì em thấy như là có 4 người. Đấy, và không biết là xe có lên đến Lạng Sơn hay không, nhưng có lẽ rằng con này là lên đến Lạng Sơn đấy các bạn ạ. Bởi vì là chạy như thế này. Nhưng mà các bác ạ, hiện tại thì báo tiếng đến nước ngầm Mỹ Đình không nói gì đến Lạng Sơn, nhưng mà thấy báo là đến Lạng Sơn lại là 4:30 rồi chứ không phải 3:30 như xe trước nữa, và báo chạy cao tốc nhưng thực chất lại không chạy cao tốc, mà hiện tại là đang chạy ở trên đường quốc lộ cũ đi Lạng Sơn. Thế cho nên là nó lâu hơn khoảng 1 tiếng là đúng rồi. Còn xe kia lúc đó báo em là chạy cao tốc cơ. Thế nhưng mà bây giờ thì không phải cao tốc rồi. Đấy, đi cứ lờ đờ như thế này thôi. Bởi vì là cái đường cũ này là cái đường mà xe to nó hay đi. Đấy, đây đằng sau không có ai hết này. Không có ai hết. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, bác Tài thì cứ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại như này thôi. Và toàn nói chuyện là đi đến đâu. Ban đầu thì em cứ nghi rằng là xe kiểu như là đến đâu đó là sẽ kiểu như là chuyển tiếp một xe nữa đi lên ấy, hoặc là sẽ bỏ ngang đường ấy. Đấy, thế nhưng mà thôi thì cứ đợi xem thế nào đấy nhá.
Đến đây thì em bắt đầu là di chuyển đến thành phố Lạng Sơn rồi này. Còn khoảng 6-7 cây nữa thì đến bến xe phía Bắc. Đấy, thì cái xe này cũng đến Lạng Sơn thật các bạn. Mỗi tội là đi hơi chậm thôi. Đấy, và đây là cái chỗ của để em xuống này. Đấy, em xuống xe đây. Thế em đi vào đây khoảng 1 cây thôi. Okay à? 1 cây rồi. Okay. Em cũng gọi xe à? Cái đấy anh gọi xe khác, em đi đi. Anh đi ở đây, anh đi taxi cũng được. Có phải đội mũ không? Có chứ. Đội mũ nó lại phạt cho tí đúng không? Em đi đây. À. Rồi. Đi vào kia xong rẽ. Đi từ lúc gần 12 giờ đến bây giờ đi đây chuyển có 4 chuyến xe. Ôi giời, thế không có chuyến xe đi từ Nam Định lên. À, Nam Định. Từ gọi là từ Ninh Bình khu đấy. Thế tại sao có cái xe đi thẳng đâu? Ở đấy nó lại không có. À. Lên chuyển lên Hà Nội một chuyến này. Ôi Hà Nội xong Bắc Giang một chuyến này. Bắc Giang lại đi một cái xe nữa, trong xe nữa nó mới chuyển sang xe ở đây. Ôi giời ơi, chết mệt. Đây đây đây, dừng đây cho chẳng. Đây được rồi, chỗ cột điện này được rồi. Đây chú lấy cho bao tiền thì chú lấy. Thế đừng lấy cả là được. Không, chú lấy. Chú có tưởng cháu can tâm, riêng chú nó đi phải nó đàng hoàng làm gì mà phải sống. Phải không? Vâng. Thoải mái cảm thấy nó hợp lý thì thôi. Vâng này, rồi cháu xin. Xin chú xin cái mũ. Vâng. Cháu đi đây. Cháu xin cái mũ vào. À ừ nhỉ, tí quên mũ. Vâng. Vâng, vâng. Ok các bạn. Ôi giời ơi, xem xe xong bây giờ là không kịp quay củng trước cái gì cả. Vào gặp khách bây giờ tối mò rồi, bây giờ lại bắt đầu là xong xuôi, bây giờ là đi ra. Đây nhá, đây là con Chevrolet Vivan. Đấy, buổi tối này thì có lẽ là em không quay chi tiết cho các bác được nữa. Đấy, giờ em đã làm giấy tờ mua bán xong xuôi rồi. Và bây giờ thì em tiến hành di chuyển về Thái Nguyên. Đấy. Và em di chuyển đường đèo luôn các bác nhá. Đấy. Em di chuyển bằng đường đèo luôn. Ối, nhạc này. Đấy. Đây. Ủi tối quá này các bác, không gần như là không nhìn thấy nhỉ. Đèn đâu rồi ta? Đây. Đấy, đây. Nào. Tối các bác nhìn thấy không? Đấy, các bác chịu khó theo dõi nhá. Em sẽ quay một đoạn để trải nghiệm cái đường đèo con này, sau đó là em sẽ sáng mai trời sáng em sẽ chia sẻ thực tế của nó cho các bác xem thế nào nhá. Ô đô bây giờ đang báo là 8,7 này. Con này thì nói thật với các bác là có cả quyển lịch sử bảo trì bảo dưỡng. Chạy 4 năm đầu nó mới chạy có 2,8 thôi. Tức là từ 2011 đến 2015 ấy, nó chạy có 2,8 thôi. Đấy. Và đến tại thời điểm bây giờ thì nó không còn trên cái quyển giấy bảo dưỡng đấy, họ không viết vào đấy nữa, nhưng mà đang hiển thị là 8,7, 8,8. Thế nhưng mà nội thất của nó thì phải nói rằng còn cực đẹp luôn. Em sẽ mai và nó gì nhỉ? Chắc phải sáng mai rồi. Trời sáng em sẽ quay review trực tiếp cho các bác xem nhá. Tí nữa là em sẽ đi theo đường đèo vậy. À, để các bác đợi một chút để em bật LED để em sẽ quay qua cho các bác xem. Đấy, đây. Buổi tối các bác nhìn này. Đấy, tắp lô tắp ly này. Đấy, phần điều hòa này. Các bác thấy thế này, cần số này. Rồi, vô lăng này. Vô lăng bác nào mà sử dụng con Vivan này sẽ thấy được rằng là con nào chạy nhiều mấy cái phím còi này nó thủng hết rồi nhá. Nhưng mà phím còi của nó này còn mới tinh này. Đấy, này, các phím bấm này. Tất cả là còn rất đẹp luôn. Thôi ok, sáng mai em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đèn con này sáng phết các bạn. Đấy. Và em đang ở trên đỉnh một cái đèo. Đấy. Đèo các bác nhìn không? Trăng kìa. Đấy, đẹp không? Đấy. Có nghĩa là khi mà không phải ở thành phố ấy, thì ta mới nhìn được thấy những cái ông trăng đẹp như thế này. Đấy. Em còn khoảng 20 cây nữa thì về đến Bình Gia. Đấy. Về đến Bình Gia sau đó lại tiếp tục khoảng hơn chục cây nữa là về đến Bắc Sơn, chỗ quê nhà mình. Và từ Bắc Sơn mà về đến Thái Nguyên thì còn 80 cây nữa. Đấy. Như vậy là tổng em di chuyển trên cái quãng đường về nó tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 160-170 cây gì đấy. Đấy, em đang chạy trên con này nha, các bác nhìn các thông số trên đồng hồ kìa. Đấy. Đồng hồ kim nhiệt của nó cũng chưa đạt đến 50% nhá. Xăng thì em mới đổ thêm bao nhiêu nhỉ? 300.000. Đấy, xăng mới đổ thêm 300.000 và chạy tiếp. Hôm trước thì em có quay con Wigo ở đâu đó gần đây này. Đấy. Em mục đích là em chạy cái đường này thì mục để thứ nhất là trải nghiệm.
đấy, để test xe. Cái thứ hai nữa là để xem nào là mình chạy con Vivan này với cái đời này như này thì liệu đường trên đường đèo nó có vấn đề gì hay không. Và em sẽ phải di chuyển qua hai con đèo đây, Bình Giang 39 cây kìa. Em sẽ phải di chuyển qua hai con đèo. Thế cho nên là đèo thì ở trên đây thì không phải là cao lắm, nó không phải như kiểu như là Hà Giang à giữa các thứ, nhưng đại khái là cũng có dốc khá là dài để mình có thể là di chuyển. Đây vẫn đang trên đường lên dốc đây các bác này. Đấy. Rồi, ok, em tiếp tục di chuyển nhá. Sau khoảng 2 tiếng di chuyển từ Lạng Sơn thì giờ này em đã về đến Bình Gia các bác ạ. Đây. Như vậy từ Bình Gia về Thái Nguyên nó mất khoảng tầm 2 tiếng nữa. Đấy, khoảng 2 tiếng nữa. Và hiện tại thì bây giờ đang là 9:04. Đấy. Em di chuyển bằng con Vivan này nhá. Lát nữa về đến Thái Nguyên thì em sẽ chia sẻ các bác một chút nữa thôi. Nhưng mà nếu mà các bác muốn xem con xe này nó đẹp như thế nào, mức độ đẹp của nó ra sao thì mời các bác thực ra mà các bác cũng không phải đợi. Bởi vì là sau cái đoạn clip này các bác xem thì em cũng đã quay đến luôn rồi. Bởi vì là sáng mai em quay em ghép vào trưa. Hiện tại các bác đang xem video này chắc là vào buổi trưa. Đấy, buổi trưa là trưa mai đấy. Thực chất thì cái video này em quay từ tối hôm trước rồi. Đấy, sáng mai em mới quay lại con này. Đấy, xong giờ là em mới up lên YouTube vào buổi trưa cơ. Đó. Đây. Em đang di chuyển trên đường đèo. Và đây chính là còn Thái Nguyên còn 80 km nữa. Phía trước chính là Bắc Sơn. Các bác nhìn những cái núi nhá. Không biết là tối các bác có nhìn thấy không. Đấy. Phải nói rằng là chạy trên cái đường đèo này không phải là ai cũng dám chạy đâu. Đặc biệt là chị em phụ nữ. Đấy. Lâu lâu mới lại thấy một cái xe. Mặc dù là ở xa xa thì các bác vẫn nhìn thấy như có những cái ánh điện đấy. Hay là cái lối ngã ba này cũng xuống một cái bản hay một cái xóm nào đấy cũng có ánh điện này đấy. Thế còn bình thường ở trên đường này thì không hề có ánh điện luôn đấy. Đâu có cái là con này đèn nó sáng này, các bác nhìn nó thấy nó sáng choang đúng không. Thế thực chất thì để mà nhìn ra bên ngoài ấy, để em bấm cửa xuống cái đấy. Nhìn ra bên ngoài thì kiểu như là khi nào mà có ánh trăng ấy thì các bác mới nhìn rõ được. Một cái xe đi ngược chiều lại và xe này cũng là xe con. Thi thoảng gặp cả cái xe tải nữa các bạn. Đấy. Em vừa đi qua gọi là qua đất của Bình Gia, vừa rồi có cái biển là Bình Gia hẹn gặp lại. Đấy. Thực ra mà nói thì đi cái đường này nếu mà ai không quen ấy, kiểu như là đi cảm như là u ám và nó hoang vắng. Đấy. Mà cảm thấy nó một cái gì đấy nó rờn rợn vì bên cạnh này là một vách dựng đứng này, bên phải này lại là một cái thung lũng này. Đấy, và con đường này gần như là nó nằm treo leo ở giữa các rừng chừng. Tuy không phải là cao lắm như kiểu Hà Giang này các thứ, thế nhưng mà nó cũng đủ làm cho chúng ta coi như là thấy một cái gì đấy nó hơi sợ sợ. Kia xa xa trên những cái kia lên con đèo kia, các bác nhìn xa xa vẫn có những cái đèn xe kìa. Đấy, là xe đang bò lên đèo đấy. Đấy. Thì con này em đã test ở trên qua hai cái đèo nhá. Đèo này hiện tại thì đang là đèo Tam Canh. Đấy. Đèo Tam Canh cho nên là nó cũng không phải là quá dốc và quá gắt đâu. Thế tuy nhiên thì con xe này chạy khá là ok. Đấy. Được đấy, nói chung là khá là mượt mà. Xăng cộ thì em đổ 300.000 nhưng đấy các bác xem rồi. Và bây giờ nó xuống gần kia rồi. Thì em nghĩ rằng là chạy về đến Thái Nguyên nó tầm khoảng 300-340 cây thì nó cũng phải hết đâu đó, phải tầm cũng phải hết cái số tiền mình đổ xăng đấy. Đấy, đến đây là bắt đầu là xe tải nó bò này. Nó bò bây giờ là muốn vượt mấy con xe này phải nói là nó có những khúc cua như này thì rất là khó vượt. Thế tuy nhiên thì các bác biết vì sao vượt được không? Là bởi vì là buổi tối đấy, đi đèo như này vượt rất là dễ, là bởi vì là ở phía trước kia nếu trường hợp có xe thì ta nhìn thấy ngay thấy là ánh điện ánh sáng. Đấy. Thế nhưng mà vào ban ngày thì ta không nhìn được. Đấy, ví dụ những chỗ cua như này này, nếu mà đằng trước có xe nhá thì lập tức là ta nhìn thấy cái ánh đèn. Đấy. Thế như nếu ban ngày thì nó khuất, nhưng ban tối này là có cái ánh sáng nó lóa lên ấy. Đấy, nếu có xe thì ta không vượt nữa, mà nếu mà trường hợp nó tối nó không có gì đấy, các bác nhìn xa xa kìa, đấy có cái ánh đèn này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Thế nên thực tế mà nói thì đi xe lái xe ở đường đèo vào buổi tối thì an toàn hơn là ban ngày. Đấy, ban ngày phải nói là khó hơn, đặc biệt là buổi tối này chỉ nguy hiểm nếu như trường hợp là có sương mù thôi. Đấy. Ban ngày nói chung là nếu mà nói đến nguy hiểm thì là sương mù ban ngày cũng khá là nguy hiểm chứ không cứ gì là buổi tối đâu. Rồi ok, bây giờ em hành trình về Thái Nguyên nhá. Em xin phép được
kết thúc cái đoạn video của ngày hôm nay tại đây. Nhưng các bác vẫn tiếp tục theo dõi để mà ngay sau đây các bác sẽ được xem và xem thực tế, vì nó là ban ngày mới quay được, buổi tối là không quay được con xe này, thì các bác sẽ thấy được rằng là cái con xe này nó đẹp như thế nào. Đấy, chất máy của nó ra sao, cộng với là nội thất rồi tất cả mọi thứ của nó ok không so với một con xe đời 2011. Đấy, số tự động. Đấy, thì sở dĩ mà em phải quay sang ban ngày thì thực ra là ban ngày thì các bác nhìn cái độ đẹp của nó, và em xem có cả một quyển sổ bảo hành bảo dưỡng từ đầu luôn, từ khi khách mua mới là năm 2011 cho đến năm 2015 nó mới chạy được có 2.8 thôi. Đấy, thế thành ra là con này phải nói rằng là chất máy của nó còn rất mới, rất đẹp, của cái xe chạy ít. Đấy, không phải là chạy nhiều. Đấy, còn từ 2015 đến giờ thì người ta bảo trì bảo dưỡng ở ngoài, người ta không viết vào cái quyển sổ đấy nữa, thế thành ra là em không biết được đấy, cụ thể. Thế tuy nhiên thì các bác xem nhé, mời các bác xem con xe này nó đẹp như thế nào nhá. Đấy, ngay bây giờ sẽ là buổi sáng ngày hôm sau. Chào các bác nhá, hôm nay là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Đấy, hôm qua em về thì em có để con xe này ở ngoài. Đây, để con xe này ở ngoài này. Đấy, bởi vì là về lúc hơn 11 giờ đêm, tầm gần 11 rưỡi. Em để con xe này ở ngoài, xem con này xe này ở ngoài thì xem có cần phải cài đặt thêm cái gì không nào. Đấy, xin phép các bác để em đưa cái mic vào gần mồ, gần cổ nhá, bởi vì cái máy nó hơi kêu. Đấy, đây, đằng sau này thì hơi xước một chút này, cái này cản này phải sơn lại này. Đấy, cảm biến lùi này, cam lùi này, cam lùi lắp này. Đấy, trên này có một cam nữa, nhìn như cam này cam hành trình hay sao ấy. Đấy, đây, Chevrolet Đô Thành, mua từ cái gì đây, quận 3, quận thành phố Hồ Chí Minh, Chevrolet thành phố Hồ Chí Minh, mua từ năm 2011. Đèn các thứ là zin hết nhá, kính các thứ là zin hết nhá. Đấy, xe này là xe 7 chỗ, em quay từ đằng sau lên cho các bác. Ôi, chưa bấm mở cửa ra. Đây. Đấy, bịch phát là mở cửa. Đây, đây là ghế đằng sau này. Cái ghế đằng sau này ấy, thì đằng sau này nó đợt trước tì vào cái gì nó hơi xấu một tí chỗ này thôi, nhưng mà bản thân cái ghế đằng sau nó gần như là không có người ngồi, nó đẹp lắm này. Đấy, cái này thì em sẽ cho làm lại cho đẹp một tí nhá. Đấy, mới đầu video nhưng mà quay cái hơi xấu thì các bác thông cảm. Xe thì không để chở cái gì nhiều. Đây, cốp sau cái thứ của nó đây, em chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết nhá. Đây, để em gấp cái này xuống đã. Đó, đây. Ủa, cái này là cái gì? Cái này em có nhớ không nhầm thì lần trước đã review rồi. Đây, em sẽ gập cho các bác xem. Cái này nếu em không nhầm thì là nó là cái chai nhựa này, chai này. Đấy, cái chai này là cái này là cái để bàn ăn cho người ngồi phía sau. Đấy, đây, người ngồi phía sau đây, các bác thấy không? Thế nhưng mà đây là cái bàn ăn cho người ngồi phía sau khi mà gập xuống như thế này. Đấy, hay không ạ? Đấy, ở đây thì nó có thêm một cái này là cái để nước cho người ngồi phía trước. Đây. Đấy, và cái bàn ăn cho người ngồi phía trước là đây. Đây. Đấy, bàn ăn cho người ngồi phía trước là đây. Đấy. Rồi, ok. Phía đằng cái ghế sau cái thứ là rất là ngon lành nhá. Đây thế này, các mọi thứ của nó đều hoạt động rất là trơn tru và bình thường. Đây, em quay lên đằng trước, em vào trong một tí, máy nhà bên này nó làm cho nên là hơi rít tai, các bác thông cảm. Đấy, đây. Đây là cái phần vô lăng mà em xin phép chia sẻ các bác một chút. Có thể là buổi sáng ra ấy, nó vẫn còn ánh sáng chưa đủ. Đây, những con xe nào chạy nhiều nhá các bác nhá, thì sẽ thấy được rằng là cái phím còi này nó bị thủng. Bác nào chạy Chevrolet dòng này rồi thì cho em xin một cái comment nhé. Chắc chắn là như thế luôn. Đây, bấm đây. Đấy, bấm đây nó sẽ bị thủng. Đấy. Và hiện tại thì phần da của nó vẫn là da zin. Đây. Đấy. Các chỗ này để tay để tiếc chưa bóng thì biết một tí nào. Cần số này. Cần số này là cái cần số mà có được bọc da, và da bây giờ nó vẫn là da zin luôn. Đấy, qua nhìn nhá. Này. Đấy. Và các phím bấm điều hòa cũng như là màn hình này là màn hình độ thôi, nguyên bản của nó không phải màn hình này. Đấy, màn hình lắp thêm thôi. Và các phím bấm điều hòa rất là ngon lành, cành đào hay là cái phần nhựa giả gỗ còn cực đẹp luôn. Đấy. Trên cái dòng Chevrolet Vivan ấy thì thường là chạy nhiều, khi mà mình chạy nhiều cái dòng này thì bác nào chạy rồi thì biết ấy, thì là cái phần táp lô này của nó này, nếu mà ở về thị trường Việt Nam mình nó nắng nóng ẩm nhiều nó dễ bị nứt cái phần táp lô này. Đây là phần loa này. Đấy.
Còn đây là phần điều khu, kiểu như là tăng sáng đèn táp lô. Nút này nút độ cái gì em không biết đâu nhá. Đấy, điều hòa. Và đây là các phím bấm. Thì vậy thì trên cái con xe này các bác nghĩ rằng nó chạy khoảng bao nhiêu? Đấy. Còn em thì em nghĩ rằng là nó chạy rất là ít. Sở dĩ nó chạy, em biết vì nó chạy rất ít là bởi vì còn cái chất máy. Với lại là còn nguyên cả cái giấy bảo dưỡng. Cái giấy bảo dưỡng từ người chủ ban đầu, người ta mua mới từ 2011 và đến 2015 là họ bảo dưỡng hoàn toàn ở trong hãng. Và có cả sổ bảo dưỡng, sổ bảo hành là năm 2015 nó mới chạy có 2.8 thôi. Thế như vậy là từ 2011 đến 2015 nó chạy có 2.8, chạy cực ít luôn. Đấy. Và đến bây giờ thì tí nữa em sẽ chia sẻ các bác là cái máy của nó như thế nào, một con máy chạy ít nó như thế nào. Phải nói là rất 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 đẹp luôn. Em thì em không mấy khi em khen về cái xe đẹp đâu, nhưng mà nếu mà so với đời mà được cái xe mà chất máy nó như thế này thì thực sự mà nói thì nó chia sẻ thật các bác là hơi hiếm. Đấy. Trần của nó thì trần nguyên bản các bác nhá. Còn rất đẹp luôn, các bác nhìn kìa. Đấy. Ghế da thì đã được bọc lại rồi. Bọc là thì bọc khá là lâu rồi chứ không phải bọc bây giờ nữa. Em nhớ là đợt trước em có bán con Viva thì không phải là cái ghế da như này. Đấy. Em nhìn như này thì là ghế da được bọc rồi. Đấy. Rồi ok, bây giờ em sẽ chia sẻ các bác về cái động cơ nhá. Đây. Cả cái xe em nói thật với các bác là hôm qua em chạy đường đèo về. Chạy là chạy đường đèo luôn. À đấy xem lốp này, lốp Michelin. Michelin này thay từ không có đết lốp ở đây, em không nhìn được nó là năm bao nhiêu. Đấy. Nhưng mà dày khộp luôn. Bốn quả lốp còn cực đẹp luôn nhá. Ở đây xem phía đằng sau này. Đằng sau này cũng không nhìn thấy đết lốp đâu. À đây, 2017. Đây nhá. Các bác nhìn này. Một con xe 2015 nó đã chạy 2.8. Đến 2017 nó thay lốp mà lốp Michelin. Đây, lốp Michelin đây. Nhưng các bác nhìn cái ta lông lốp của nó này. Đây. Chạy được nhiều không ạ? Đấy. Con này phải nói rằng chạy rất rất ít nhá. Em nói thật với các bác như thế luôn. Đây, tuần thứ 51 2017, cuối năm 2017 là họ thay cái lốp này. Vậy thì em xem tiếp những quả lốp khác xem. Đây. Đấy, giả sử như cái quả lốp này cũng là 2017 đi thì nó vẫn còn dày khộp như thế này. Này, đi gần như không nhiều. Em tiếp tục em di chuyển sang đây. Đấy, đây lốp này cũng là của 2017, tuần thứ 51 2017. Đây. Vẫn còn nguyên này. Đấy, dày như này. Đây là cây cả cái ta lông này vẫn còn nguyên này. Thấy chưa? Em tiếp tục em sẽ chia sẻ các bác một quả lốp phía sau nữa. Đấy. Quả lốp này thì đây, cũng tuần thứ 51 2017. Thế như vậy thì con này nói thật với các bác là thay lốp từ 2017, độ 4 quả lốp Michelin mà bây giờ nó vẫn ngon như thế này. Thì em tạm thời nhận định được rằng là con này nó chạy ở tầm 7-8 vạn nhé. 7-8 vạn. Rồi, còn bây giờ con xe có chạy 7-8 vạn hay không thì mời các bác xem qua cái ấy này, cái mở kìa. Lẫy mở đâu ta? Sở mãi không thấy đâu. Đây ho, các bác thông cảm nha. Em lại chống này lên đã. Đâu rồi? Đùa ở đây. Không quen nhìn mãi không thấy cái trống đâu. Và bây giờ em xin phép giới thiệu với các bác một cái động cơ. Đấy. Thứ nhất là phần đầu không có đâm động gì. Đây, các bác nhìn này, phần ốc này vẫn còn zin nguyên này. Toàn bộ mảng này còn zin nguyên này. Ốc này. Đấy. Tiếp đến nữa là phần răng đầu, vẫn là răng đầu zin của nó nhá. Đấy, răng đầu zin. Đây, bên này thì em thấy có tháo rồi, nhưng khả năng là sơn một tí bên này rồi. Đấy. Còn tất cả của nó là zin hết, không bị đâm đụng gì hết. Nhưng mà em muốn chia sẻ với các bác là cái động cơ. Đây, động cơ nguyên bản nhé. Và em chưa hề về rửa giếc gì cả. Đấy. Không có một chút ẩm dầu nào mà máy zin nguyên bản toàn bộ luôn. Đây các bác nhìn này. Nhìn cái này. Các bác nào và anh em nào mà chạy dòng Chevrolet rồi nhá, thì nhìn cái này nhá. Đây. Đây. Cái phần tôn này này, ở phần cổ xả này này, thì các bác nhìn thấy là bây giờ cái chất nó vẫn còn được như thế này. Đấy. Hay là cái mặt nắp dàn cò, các bác nhìn này. À. Cái nhựa của nó còn zin như thế này. Những cái con nào mà chạy nhiều là cái này nó sẽ bị xỉn và sẽ là bị xấu nhá. Nhưng con này thì phải nói rằng là phải nó động cơ của nó tuyệt vời luôn. Đây, hay đơn giản như các bác nhìn cái phần cổ hút này. Đấy. Từ cái chất của những cái phần kim loại thì đa số là nó chỉ bám bụi trần, bụi bẩn thôi, chứ nó không hề có một cái gì đấy nhìn kiểu cũ theo thời gian cả. Đấy. Đơn giản là những cái phần ống. Đây, phần ống này vẫn còn nguyên này. Vẫn còn zin nguyên này. Phần ống này là ống nước làm mát này. Đấy, hay tất cả những cái ống kiểu như thế này, phần kẹp này. Kẹp này bây giờ mà các bác bỏ ra kẹp lại là nhìn sẽ biết ngay này. Đấy. Đấy, em quay cho các bác xem qua cái phần động cơ nhá.
Đấy. Phần chân chân máy chân nước thì bị thay rồi, không tránh được rồi. Chân máy được chạy còn đấy thời gian, mới khoảng đấy thời gian cao su trước nó kém, nó lão hóa đi rồi thì nó sẽ không còn ngon nữa. Nhưng mà phải nói được rằng là cái con máy này thực sự là em ưng thực sự luôn. Đây là phần số này. Phần số của nó còn nguyên bản khô róc rọc, các bác nhìn xem. Đấy, em quay rất kỹ xuống dưới sâu cho các bác xem nhé. Hay đơn giản là các bác nhìn những cái chất liệu của những cái phần đựng dầu này. Đấy. Phần này là phần làm mát. Đấy, phần này là phần làm mát, phần này là phần phanh, thì các bác nhìn thấy là nó sẽ có những cái chất nhựa của nó. Chất nhựa của nó gần như là còn như nào nhỉ? Em rất là khó tả, nó cực mới luôn. Từ những cái nắp này, mình sẽ cảm giác như kiểu là nắp thay mới hoặc là những cái sản phẩm này thay mới, nhưng không, cái này là nguyên bản của nó nhá. Đây. Đấy. Đây, từ phần ống của phần cổ hút này sang đây, hay là những cái phần ở bên dưới, các bác nhìn kỹ, có lẽ rằng em quay như vậy thì các bác đã nhìn kỹ rồi đúng không? Đây là phần gì đây? Đây chắc là số khung số máy thì đặt đây à? Đấy. Wow. Một con xe phải nói rằng là em bán rất nhiều con Vivan rồi, nhưng mà để mà được một cái con còn kiểu như là đẹp như thế này, một con 7 chỗ đẹp như thế này thì có lẽ rằng là em ít chưa thấy. Phải nói thẳng ra là trong nghề bán xe của em chưa thấy một con Vivan nào đẹp như con này luôn. Đấy. Trần, các bác nhìn trần này. Đây, em quay cận cảnh trần cho các bác xem này. Đấy này. Đấy. Quay cận cảnh luôn nhá. Đấy, đèn này. Đấy. Và quay cận cảnh cái phần này. Phần gỗ này. Đấy. Tất cả mọi thứ nó còn phải nói rằng là gần như là, nếu mà để so với đời thì không thấy có cái gì để mà chê cả. Đấy. Rồi ok. Một con xe thì có lẽ rằng cũng chỉ cần quay như thế thôi. Và hôm qua thì em đã trải nghiệm con này như thế nào rồi, thì có lẽ rằng là các bác xem video đoạn trước đấy cũng đã biết rồi. Tức là em đi một nhát từ Lạng Sơn về, mà em lại không đi đường cao tốc, mà em đi hẳn đường đèo, mà thời gian em di chuyển nó hơn 4 tiếng đồng hồ, gần 4 tiếng rưỡi buổi tối, để di chuyển từ thành phố Lạng Sơn lên Đồng Đăng, sau đó là đi di chuyển qua Bình Gia, Bắc Sơn, sau đó là về Thái Nguyên. Đấy. Và quãng đường di chuyển của nó vì là đường đèo mà, thế cho nên là em phải di chuyển mất hơn 4 tiếng, cộng với là quãng đường di chuyển tầm khoảng bao nhiêu cây nhỉ? Khoảng đâu đó khoảng 150-160 cây gì đấy. À, nếu mà vòng từ thành phố lên khoảng 170 cây. Vì muốn về được là ta phải đi từ Lạng Sơn đi hơn chục cây lên trên Đồng Đăng, sau đó là đi theo quốc lộ mấy nhỉ? Quên bố rồi. Là em đi về. Và hiện tại em đi về thì đi đường đèo con này phải nói là cực kỳ lướt luôn. Các bác biết rồi, một con máy nó chạy ít, thế cho nên là con này phải nói là còn rất ngon. Và ở cửa tiền thì em nói thật với các bác, con này là đời 2011. Cuối video thì em chia sẻ về cái giá, và em bán cho các bác là bao rút hồ sơ là 170 triệu. Đấy, em có nhớ là thời điểm này cuối năm ngoái, không phải cuối năm ngoái, đầu năm ngoái em có bán con Vivan, số sàn em đã bán 160 triệu rồi, mà đời 2008. Nhưng mà bây giờ thời điểm này giá nó xuống rồi, đời 2011, xe 7 chỗ mà lại chỉ có coi như là 170 triệu thì mà đã bao rút hồ sơ rồi. Con này cả ra tên nó khoảng 175 triệu thôi. Mà kiếm được con máy chất như thế này thì nói cho em thực sự là em chưa thấy ở đâu, chưa mua được một con nào nó chất như thế này. Và cái ảnh của con máy này em đã nhớ là em đã cho lên fanpage của em rồi. Và em có hỏi rằng là các bác có biết máy của con nào đây không? Em không nghĩ được rằng là đời 2011 mà nó còn đẹp như thế này. Rất nhiều bác comment, và cũng có một số bác biết rằng là cái máy con này của động cơ con này của con Vivan. Phải nói là những cái bác đấy phải nói là có kinh nghiệm khá nhiều đấy. Rồi ok, em xin phép được kết thúc cái chính thức là kết thúc cái vlog đi mua trải nghiệm 4 chuyến xe khách cộng với lên thành phố Lạng Sơn và lái về thành phố Thái Nguyên, và cuối cùng sáng hôm sau review con Chevrolet Vivan này cho các bác tại trước cửa showroom của em vào một buổi sáng sớm các bác nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.